chăng chỉ là một cái dịch bệnh thôi, mà đất Mỹ á, Mỹ là một cái cường quốc của thế giới mà nó còn loạn xì ngầu lên, đúng không? Xếp hàng đi lấy đồ ăn rồi này kia các thứ loạn hết cả lên, hàng bao nhiêu triệu người không có công ăn việc nào. Thì các bạn thử tưởng tượng ra cái thời chiến tranh nó sẽ như thế nào, đúng không? Mình cũng đã trải qua cái thời kỳ chiến tranh rồi, cho nên đừng có ai mong mỏi có chiến tranh. Mà lý do tại sao cái bọn bọn hải ngoại nó cứ tiêm kích vào cho người Việt Nam để thù hận Trung Quốc, tại nó muốn là Việt Nam Trung Quốc à, Mỹ nó muốn làm như vậy để cho Việt Nam về phe nó để đánh Trung Quốc. Thế còn mọi người có đồng ý là như thế không? Nó đã từng bị bọn bọn ba que nó đã từng bị bọn Trung Quốc à, bọn Mỹ nó bỏ rơi rồi. Mình có muốn là Mỹ nó bỏ rơi nếu như Việt Nam đã về phe của Mỹ đánh Trung Quốc? Mọi người có nghĩ nó sẽ bỏ vơi rơi Việt Nam để nó lấy tiền, nó bán Việt Nam cho bọn Trung Quốc rồi nó lấy tiền nó trả nợ không? Biết bọn Mỹ nó nợ của bọn Trung Quốc bao nhiêu tiền không? Đúng không? Cho nên là không có chơi được với thằng nào hết. Mình cứ đúng đúng đường mình đi, hai thằng đều chơi hết, thằng nào cũng chơi hết. Nên đừng nghe, cứ nghe thêm mấy cái thằng ở bên hải ngoại nói Trung Quốc nó thế này thế kia, Trung Quốc thế nọ thế chai, mình thực tế nó đâu có bao giờ nó thù Trung Quốc đâu. Nó ăn đồ ăn của Trung Quốc như như cẩu á. Nó sang đây mấy chục năm nó toàn ăn đồ Trung Quốc chứ nó ăn đồ gì. Nó ngồi đây, bây giờ bày đặt đấy, yêu nước mà công tụt hết quần áo ra chạy. Danh dự trách nhiệm cái gì, tổ quốc danh dự trách nhiệm tụt quần, tổ quốc là bỏ chạy, danh dự là tụt quần, trách nhiệm là đi sang Mỹ ở, xong mày ngồi ấy chửi. Mấy cha ba que giống bọn trẻ trâu ở Việt Nam suốt ngày cào phím. Ừ mà tranh đấu cái kiểu gì mà cứ bôi bác. À, cái gì à, vẽ tranh vẽ ảnh ai nói cái gì bắt đầu tức chửi, chửi xong rồi vẽ tranh vẽ ảnh xong rồi bêu diếu người ta như thế mà đòi đấu tranh, mẹ thiên sư cô nợ. Đấu tranh cái kiểu gì vậy hả? À, đấu tranh về học cộng sản ấy kìa, không mấy cái thời chiến tranh á, hàng triệu triệu người á, hàng bao nhiêu triệu người đứng lên để biểu tình, đúng không? Người ta chính trị của Việt Nam rất là hay, những cái người lãnh đạo người ta rất là hay, người ta rất là giỏi, cho nên những cái người cào phím ở trên này không đủ tư cách để làm dư luận viên đâu, nên bọn bọn ba que nó ngu lắm. Nói nó ngu thì cũng không đúng, tại vì nó làm cái đó là có tiền mà. Các bạn thấy không, cái đất Mỹ á, nó có một cái luật là khi mà là người Mỹ á, thì không được đi tham gia một cái đội quân nào để đánh một cái nước khác, cái đó là không có được phép như vậy. Nhưng tại sao bọn Việt Tân chúng nó cũng là dân Mỹ đúng không, đúng không? Nhập quốc tịch Mỹ này kia các thứ, tại sao nó lại thành lập được một đội để chống lại chính quyền Việt Nam? Nó đằng sau nó phải có người của nó chứ, cái bọn đấy nó không ngu đâu, nó chỉ có dùng cách là nó đưa người ta vào chỗ chết thôi. Rocky, no, cái thằng này nó cứ thấy mình nói là bắt đầu nó giở quẻ rồi đó. Mấy cha đúng rồi, mấy cha đó giống như trẻ con ấy, thì người ta nói có cái câu là một già một trẻ bằng nhau mà, mọi người thấy không, đúng không? Cái đó rất là đúng. Bây giờ các ông ấy già rồi gần súng nỗ nơi rồi mà kệ ông ấy, các ông thôi muốn chơi chơi cái kiểu gì chơi, đúng không? Chứ các bố ấy làm được cái trò gì, chỉ làm khổ cho những cái người mà ở Việt Nam ấy, mấy cái thằng ăn không ngồi rồi xong rồi muốn làm ông này bà kia này, dốt không có trí thức,
xong rồi được mấy cái đồng bạc chúng nó gửi về. Đó, chúng nó gửi về nó xui người ta đi đi tù, xong rồi chống lại chính quyền, xong rồi đến khi sang đây nói ngược lại chúng nó quay ra nó mới bắt đầu nó phọt ra. Nó ngày xưa tao gửi cho mày tiền đó, mày giống như nó nói con nấm á, mày lấy tiền đâu ra để mày nuôi con, không có người hải ngoại làm sao mà mày sống được. Đấy, nó lại phọt ra, nó tự nó lại gậy ông, nó đập nước ông. Trong khi nó nói là đấy là cái người tù nhân vội nương tâm. Nhưng mà tù nhân nương nương gì? Tù nhân nương nương đô la Mỹ thì có, tù nhân nương tâm. Này mọi người, cái này á là mình cho vào cái này cho nó cứng cứng ấy, cho nó vào cái mũi này. Cái làm cái này dễ lắm. Thế rồi á, bây giờ nó chửi Trung Quốc rồi, ít nữa xong cái vụ dịch này á, không có Trung Quốc chúng nó có sống nổi được không? Hả? Đồ Trung Quốc nó sản xuất cái nó khẩn cấp, nó làm khẩu trang trong 12 ngày, nó dựng lên một cái xí nghiệp để nó làm khẩu trang. Xong rồi bọn ba que bảo chứ Trung Quốc nó làm ra như thế để nó bán khẩu trang nó lấy tiền. What the khẩu trang bao nhiêu tiền một cái? Nó làm những cái nó buôn bán với thế giới toàn những tiền gì toàn nó đủ các thứ chứ đâu có phải cái khẩu trang này. Ai là cái người muốn giết Trung Quốc, muốn chơi Trung Quốc để cho cái hàng hóa của Trung Quốc bị thế giới nó kỳ thị đúng không? Là thằng Mỹ chứ thằng nào? Bây giờ hai cái thằng to đầu ấy là chúng nó đang đánh nhau về kinh tế, chiến tranh thương mại, cứ thằng nọ đổ cho thằng kia đó, cứ thằng thằng Mỹ thì đổ cho thằng Trung Quốc thì đổ cho thằng Mỹ, cứ hai thằng lừa miếng nhau ấy để xem thằng nào thắng đúng không? Mà các còn cái thằng Mỹ nói là không bao bao giờ làm cái đấy, có tình người lắm. Ai mà nghĩ như thế thì hãy nhìn cái vụ chất độc da cam đi, ai làm cho dân Việt Nam mình như thế đó. Cái chất độc da cam đến bây giờ nó vẫn còn tồn tại, cái đấy mới đau đấy. Nó có tử tế không, nó có tình người không, nó có human right không, nó có cái gì nhỉ, human right, cái gì, cái gì người đấy, quyền quyền con người, nhân quyền ấy, nhân quyền của chúng nó tử tế chưa? Tại sao mà ngày hôm nay á bọn ba que ba sọc chống cộng được sang Mỹ á, phải cảm ơn cộng sản, không nhờ cộng sản thì hôm nay chúng mày đâu có được 1.200 đâu đúng không? Chúng mày phải cảm ơn cộng sản, nhờ có cộng sản thì chúng mày mới được sang Mỹ định cư, ok? Chứ không thì giờ này vẫn ở trong 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 Việt Nam ấy, vẫn cứ cho là chúng nó vẫn giữ được miền Nam đi, thì những cái người dân Việt Nam có còn chống lại chúng nó không? Những người giải phóng quân ấy, những cái người quân giải phóng ấy có còn chống chúng nó không? Chúng nó sang bên Mỹ sống hàng mấy chục năm nay, chúng nó sự sung sướng, có welfare, có everything, có tất cả mà chúng nó còn chống đến giờ này. Thì liệu những cái người Việt Nam, những cái người mà Việt Nam ở Việt Nam ấy có chống chúng nó không? Chống mạnh chứ. Cho chúng nó là còn giữ được miền Nam cho đến ngày hôm nay đi. Còn cái cục xương không? Nó có được sống được sung sướng như là nó đang ở bên Mỹ không? Suy nghĩ đi chứ. Mẹ suốt ngày ngồi hận mới thù. Hận thù chẳng qua là ăn không ngồi rồi, buồn quá, chán quá, thất bại quá, cho nên nghĩ hận. Chứ ngày xưa lĩnh lương của Mỹ để đánh Việt Nam chứ là cái gì, đúng không? Không có cộng sản làm sao ngày hôm nay các ông được 1.200. Ngồi ở khoe rồi ơi, Mỹ nó cho 1.200 đấy, sướng lắm. Mỹ nó cho 1.200 đấy, xong ngồi ở nhà ăn cũng lĩnh được lương. Lương cái tiền đó ở đâu ra? Tiền đó là từ
ở tiền lương của những cái người đi làm. Bây giờ các ông các bà có con có cháu rồi có phải đi đi làm có phải đóng thuế không? Tiền đó đó. Ở đó ra đó. Rồi á cái con nấm á khi mà nó ở Việt Nam ấy, nói người ta nói nó là mày không đóng thuế, mày không phải đóng thuế này kia, nó nói cái gì biết không? Nó bảo chứ tôi đi ăn, tôi đi mua đồ ăn rồi tôi đi ra này kia các thứ cái mua đổ xăng cũng là thuế. Đấy. Thế mà vậy mà đi sang bên Mỹ thì nó cũng phải ăn chứ, nó cũng phải mua đồ nó ăn, nó cũng phải đổ xăng, nó cũng phải này kia các thứ thì nó cũng đóng thuế. Tại sao bọn ba que này bảo nó là không không đóng thuế mà lại được nhờ của chính phủ Mỹ? Đó, nó nói đúng như là cái bọn ba que dạy nó mà.